hack game thì có gì mà vui Sao tao phải cài giấc giả tao khi ta có thể hack được nè Một người chơi chân chính không bao giờ hack game Ta sẽ cho ngươi thấy sự khác biệt giữa một người chơi chân chính và một thằng hacker Người chơi chân chính đây sao Bây giờ ngươi đã không còn một chút sức lực nào nữa rồi Không sao cả Kẻ mạnh không phải là kẻ chiến thắng Kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh Ngươi không mạnh được thì ngươi không thể chiến thắng được ta đâu Ê, thì hãy thử sức mạnh này của ta đi. Sức mạnh nạp lớn đâu. Tạm biệt 50k Viettel. Hãy nhớ đừng bao giờ hack game đó. Hello xin chào anh em, Huy Gamer phong độ gấp 2, đẹp trai gấp 4 và lười biến gấp 10 đã trở lại rồi. À, dạo đây thất nghiệp à, đang quay vlog nha. Bạn nào thấy thì qua bên vlog ghi câu anh quy đẹp trai ơi khi nào có việc làm đi ủng hộ tinh thần anh em. À, hiện tại thì thất nghiệp cho nên là ở nhà ngủ không à. Thất nghiệp mà bị ai chơi ngảy heo hay sao á, cho nên ngủ hơi nhiều. À, nên ít làm video. À, hôm nay tôi sẽ tổng hợp là những con bút đã được Amin bút tâm update này với lại update trước một hai con à, show case ha. À, Riza, Minato hai em này nếu mà bút thì bút không gắn ngọc thì cũng đợi quần thôi cho nên là tôi gắn ngọc luôn cho nó nhanh rồi um, anh Yugi thì Amin đã bút đam cho um, Sodia một xíu nghe đồn là vậy rồi uh, con này không có bút để chơi cho nó trang trí thôi đâu trắng thì update trước rồi bút mà tôi cũng không biết là nó mạnh mẽ như thế nào nữa với lại anh này uh, hit hit cũng được uh, bút ở update trước luôn đâu trắng có ợp không ta hình như đâu trắng không có ợp đúng không quay ợp hình như đâu trắng có quay ợp anh em ừ, hình như có quay ợp thì phải Thôi kệ đi nói chung cũng không có mạnh mẽ gì đâu cũng vậy à <laughs> bút bút chơi cho vui thôi cái này thì tôi cũng không có muốn đi vô tranh đi anh em nhưng mà có anh Yugi đi vô tranh đi cho nó nhanh chứ đi mấy thằng kia nó lâu lắm ai à, đầu tiên là bờ riza riza uh, minato với kaido là những cái con mà sáu sao thuộc dạng là đời đầu rồi đó nên hồi xưa là ngon lắm anh em hồi xưa mà 40 90 90 92 ram của anh Sasuke 5 sao là mạnh rồi cho nên cỡ như 300 trăm mấy ram này là cũng khủng lắm rồi đó. À, để bật hiệu ứng lên coi coi ha. Tôi nghĩ là Ami sẽ không có khác gì đâu, skill cũng vậy giờ Anh ấy sẽ không đầu tư thời gian cho con cũ đâu, anh ấy sẽ đầu tư cho con mới hoặc lên 7 sao thì mới có đầu tư thôi. Cho nên mình sẽ up lẹ lên luôn ha. À 26 36 10.000. Tại thì cũng 10.000 ram, rồi lên tiếp luôn. 4 16.000, 19.000, 39.000. 39.000 đam với một con 32.000 tiền. Cái này đã đắng gắn ốp uh, Golden Riza rồi nha. ở đó thì kiếm ở trai Ồ 1 nha các bạn. Uh, tốc độ đánh bả dây và phạm vi 87. Uh, con này hiện tại tôi level 80 nè. Hồi xưa hay xài cho nên full luôn anh em. Nhưng mà cho là 40.000 đam 40.000 g cho một con level 80. Uh, với uh, 32.000 tiền, rồi tôi sẽ đặt một con đời mới ha Con đời mới này thì nó cũng đã được boost lên một xíu là con Hit Rồi tôi sẽ up tranh lên luôn, tại mấy con này nó cũng cũ rồi Nó cũng 40.000 đam luôn, nhưng mà nó chỉ level <laughs> 1 thôi Đánh 4.1 giây và 51 ừ, phạm gì nhỏ hơn, đánh nhanh hơn, nhưng không đánh E được Nhưng mà số tiền của con Hit này chỉ có 16.000 thôi Thì cái này tới 32.000 tiền lận Cho nên là nếu Riza bây giờ đã được boost lên một xíu thì uh, xài thì xài được nhưng mà chỉ dành cho những bạn mới thôi uh, newbie thôi chứ còn nhưng mà tôi nghĩ mấy bạn mới cũng không cần phải xài con Riza này nữa tại vì farm lên level 40 xin Madara chơi còn ngon hơn <laughs> nên là tôi thấy cái bút con Riza này là bút như vậy vẫn còn nhẹ tay quá I Amin mean, bút về là nhẹ tay quá nè Riza lên cái cảnh giới như thế này thì uh, có lẽ là I Amin mean cũng biết là người cũ sẽ bất mãn với người mới do người mới mới vô kiếm con ma đá là tự nhiên mạnh sẵn rồi hoặc là ăn xin một số con khác trong khi đó thì người cũ làm rất là cực khổ còn cái chiêu anh Hit vậy nữa phân thanh thằng tám đứa mà đánh tính dao có một đứa à tính <laughs> ra là amin anh đi ra như vậy vẫn còn nhẹ tay quá nhưng mà cũng đành thôi ừ, tôi nghe nói có một anh phiên bản là sandwich riza tức là phiên bản mà riza bị trên chém nát bét á mà nó lại mạnh <laughs> nó lại mạnh hơn cái phiên bản mà tranh đánh một phát là chết á, nó lại mạnh hơn phiên bản mà thằng này đánh tranh chắc tranh chết chắc, chắc. <laughs> à, không biết logic của game là nó khác Amin ưu tiên những con uh, yếu sắp chết thì Amin sẽ tăng đam kiểu giống như là Rengoku Donut gì đó những con là sắp chết á, trạng thái sắp chết thường là trạng thái mạnh nhất kiểu giống nhất là hơi thở cuối cùng chăng đó đây là Riza nói thì cũng được chứ cũng không phải yếu nhưng mà thời nay ít ai xài đó bên em bây giờ đặt cái con quái xuống 500 tiền bao nhiêu đam 75 đám, 375 đam, 375 đam ai mà chơi đúng không? <laughs> Lấy con ủng rũ đặt xuống mấy ngàn, con này đặt xuống 370, nhìn thấy nó rầu thì chứ đi chung với thằng bạn mà đặt con 350 xuống nó 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 nó, ao khỏi game luôn, nó nói thôi tao đi solo cho nó khỏe gánh mày mệt quá. <laughs> thôi, rồi, bỏ anh đi ra đi. Đánh giá là I admin mean Boot còn nhẹ tay. Rồi tiếp theo là Minato. Minato hồi xưa là bút mắt luôn á, được cái cỡ 5000 đam đó nè. Rồi, rồi cho quái nó chạy ra nhìn ngắm chơi hết. Chứ mấy con này thì cũng cũ hết rồi, ai cũng biết mà. Rồi lên. Minato, um, Riza Minato là những con 6 sao đầu rồi vậy Lên 3.000 uh, 7.600, Minato tôi cũng 80, tại hồi xưa mấy con này nó mạnh đó anh em. 80 là mắc, hồi xưa 80 là mắc nha. À uh, 26. 76.000. Ê, Minato có vẻ có lý hơn nè. À uh, 22.000 đam mà được 76.000, ý 22.000 tiền cho 23 đi, 23.000 tiền được 76.000 đam. Gắn ợp nha, có gắn ợp Minato, ợp thì kiếm ở rank 1 đi bình thường là ra rồi không cần đi extreme đâu. 76.000 nhưng mà nó đánh 3 giây anh em. À, để tôi sẽ ngồi tôi xà ba tiếp. Con này mới level 80 thôi, à, tính lên level mắt luôn á, là nó cũng được khoảng chừng 90.000 đó. Và đánh đúng 3 giây luôn. Vậy thì nếu mình boost dam lên á thì DPS của nó là đúng 90.000. 90.000 dam trên 1 giây, tại vì nó đánh 3 giây mình bút thì nó lên 3 đam thì nó cũng như nhau để đánh thì cái kiểu đánh chữ V này thì mình hay đặt theo cái kiểu một là đặt như vậy nè đặt như thế này chỉnh lát đó, thì cho nó bao luôn hết đường thẳng này quái nó qua thì kệ nó hoặc đặt kiểu này thì mình sẽ dớt được lúc nó mới tới thì mình cũng đánh được hoặc lúc nó qua rồi thì mình cũng dớt được 76.000 đam DBS của nó nếu mà bút lên được khoảng 90.000 nếu mà nếu mà mình up full 90.000 đam trên dây thì tôi thấy là DPS cũng khá cao đó 90.000 đam trên một dây à, để coi lại hit này ha nếu mà mình up hit lên rồi mình boost đam lên như thế nào thì hit nó được khoảng chừng 40.000 đam chà up đây lên thì cũng cỡ 70.000 đam trên dây đó DPS của hit cũng cao à, vậy tính ra thì Minato thì ổn hơn một xíu À, bố thì tạm tạm xài được à, mặc dù không đánh e nhưng mà với cái đam đam như vậy thì thấy cũng cao anh em, cũng cao cũng ổn đánh chữ V này nhiều khi nó cũng tiện lợi tiện lợi lắm nha đừng có chê em ấy à, em ấy đánh không hết map thôi chứ chữ V này thủ cũng ổn đó nhưng mà để coi đặt ra mới đặt ra bao nhiêu đam à, mới đặt ra sáu trăm rưỡi thì cũng hơi chê xíu à, đặt ra tá sáu trăm rưỡi thì thủ đầu bằng niềm tin và sức sống mắp cũ thì được chứ mắp mới mà sáu trăm rưỡi đam thì đánh ai bây giờ thì 6 giây nữa cho nên con này thủ đầu cũng không ổn nhưng về sau có vẻ như có thể dùng để làm đam được cũng không không tệ lắm có thể uh, theo một cái phạm vi nào đó chăm trước có thể sử dụng được rồi thử để đâu trắng hình như đâu trắng phải có ợp quay ợp hay sao á mà tự nhiên mua cái con đâu trắng thì view thì nó cũng hơi cùi cho nên tôi không có mua mà tôi nghĩ đâu trắng thì nếu mà bút thì chắc cũng không có bao nhiêu đâu cho nên bỏ qua luôn đi tại vì bút từ cái update trước rồi mà bận quá quên quay rồi anh này thì hình như là tôi cũng không gọi không biết gọi là bút hay là net nữa <laughs> Yugi thì ghi có skill vuốt bài thì bây giờ Amin đã chỉnh á là vuốt bài nó lâu hơn <laughs> vuốt bài á nó chậm hơn nữa nha skill của nó thì không biết nó có mạnh mẽ hơn hay không nhưng mà nó vuốt bài bây giờ còn chậm hơn hồi xưa nữa à, không bán được để coi kìa một số bạn thì nói là xài 40 triệu đam nó đặt đúng một con thôi một số bạn thì lại nói là quái vô tông vùng là chết tôi cũng không biết là 40 triệu đam hay là gái, quái nó vô trong dùng thì chết cho nên tôi cũng sẽ test lại một lần nữa tôi sẽ vuốt bài bây giờ là tốn thời gian dữ hả tôi sẽ vuốt bài sau đó tôi sẽ triệu hồi con quái hơn 40 triệu đam ha khoảng 100 triệu đam rồi tôi cho nó đánh thử ra là thật sự là bao nhiêu đam xài cái sức mạnh của Exodia này nó căng não lắm anh em bây giờ vuốt còn 22 lá mà đã được 4 khúc rồi không biết khi nào anh ấy mới xài skill nè cho nên bây giờ tôi sẽ xà quái từ từ nhưng mà cũng hơi căng nếu mà xà ba quái mà tông lúc đó mà không vuốt ra được á Quái nó đi qua luôn á thì nó cũng rất quớt Mọi chuyện nó sẽ trở thành con số 0 Đó giờ quái nó vô dùng đam tôi vuốt Tông cái khi mà nó quái nó đi qua tông cái dùng này á Thì tôi sẽ phải vuốt 22 22 lá tông cái cái quãng đường như thế này Giờ nếu mà con quái nó đi qua khỏi thì coi như là mọi chuyện không không được nữa là là coi như xong xuôi rồi <laughs> Nói chung nó hơi căng xíu à Uhm, nếu có dừng thời gian hay này nọ thì được đánh yugi uh, đúng là thần bại thì chứ chơi cái gì đánh cược vậy đó nhưng mà nếu đam bé quá thì cũng như không đây 100 triệu đó trăm triệu chẳng luôn 100 triệu 500 đam á nhưng không sao con quái này đi qua rồi tôi sẽ sờ băm con quái khác nữa trong khi mà nó chạy mà chưa tới nhà thì tôi nghĩ là có thể sẽ ra được con <laughs> ra được uh, thần sức mạnh soda cái này tôi không nghĩ là vuốt tôi nghĩ là cái này là đang bị nét đó nè rút bài hơi chậm 22 tới đây chú có 3 lá Rồi, nó đi hết cái này vuốt chừng 5 lá là cùng rồi chứ đâu có nữa đâu Lẹ đi vui ghê, lẹ lẹ, nó tới rồi kìa <laughs> 100 triệu, để coi là mấy Tôi không bút đam luôn nha, không bút đam luôn, để coi là bao nhiêu đam Không xong rồi đại dương rồi Chú có mấy lá nó muốn đi qua cái vùng luôn rồi, chơi sơ kiếm đi hên xui quá Rồi, giờ hơi bỏ luôn rồi, một em đã hư rồi đó Rồi, tôi sẽ xào bam thêm một con e tiếp theo nữa nè Đó, 100 triệu, rồi xào bam con thứ hai để mình coi là cái cái đam của nó ảnh hưởng như thế nào con kia nó đi luôn rồi ở ngoài dùng cây đam thì nó không làm ăn gì được hết cho nên buộc lòng thôi còn 18 lá nữa chả lẽ tôi phải rút tới lá cuối cùng hay sao đó còn 17 lá con này nó còn đi còn xa lắm không sao đâu à, đặt hết niềm tin con quái nó phải đi vòng vòng thế này vòng thế này nãy đặt tiếp em thấy ít kia là được rồi <laughs> cho quái nó làm chậm chậm lại một xíu Để đem e theo thì nó nó không có đánh dù gì nó không đánh được thì nó mới biết đam chính xác nhưng mà nó hơi căng quá đó đánh cược nha Chứ không là nãy giờ công sức nãy giờ là bỏ luôn đó Rồi 16 <laughs> 1 trên 16 Tỷ lệ 1 trên 16 Và tao cái thời gian là coi quái này nó phải đi tợ gì đây Để tôi coi là đam thật sự của Yugi là bao nhiêu Lúc đầu tôi tưởng là infinity Nhưng mà nhiều người nói 100, trăm triệu Người thì nói 40 triệu Nên là tôi cũng chẳng biết là bao nhiêu đam nó mới đúng đây là không bút luôn để cho đam thật Nó nhiều 15 vẫn chưa xài được Còn 15 đó <laughs> Quái đi sắp được nửa đường rồi Bây giờ chỉ còn một cái nữa thôi là mình phải spam con quái tiếp theo anh em Là 14 không lẽ đây không được hay sao Chẳng lẽ tôi xui tới mức phải vút tên lát cuối cùng mới được anh em Không lẽ nào Có lẽ nào là như vậy đúng không Con quái nó vẫn còn đang tầm tông dùng gây đam nè Ây mười à, à, 14 lá 14 lá vẫn chưa được à, Sao quái lẹ <laughs> Căng quá Xài anh Yugi này nó căng đảm quá à, thằng Thần bài thiệt mà Hên xui Ừ, phải chia mình kích hoạt được thật sức mạnh xong rồi lúc nào mình quăng xuống mình quăng à, vậy thì nó sẽ dễ hơn cái này không I admin mean, uh, thích chơi người ta nếu mà nếu như là 40 hay là 100 triệu đam thì tôi nghĩ là Yugi này nó cũng cùi bắp thôi không cần thiết phải xài đâu nè tại à, nó đi được hết một phần ba hai phần ba rồi hai phần ba phải được rồi <laughs> vú còn có 13 lá nữa thôi mà vú quay không ra tỷ lệ là một phần mười bảy phần trăm không xong rồi đại dương rồi con kia nó vô nhà là mình thua thôi tiếp tục 12, 12 lá vẫn chưa ra <laughs> tết kêu thôi mà căng thế không có ít ki hay là dừng thời gian á tại tôi đem nhiều con quá tôi đem cho nên nó hơi căng lúc đầu mai quá vú một hơi có một xíu à vú mới có nửa một bài đã được bốn uh, lá rồi lẹ lên con lẹ lên con ơi cơm đau cũng lâu nữa 11 <laughs> còn một phát nữa thôi con quá nó đi sắp tới <laughs> giờ không có con gì đánh được em ấy luôn nữa mới đau hết chứ đi ra bắn thì chắc còn năm sao nó mới chết đó, cho nên thôi cũng không bắn ơi chờ tiếp chờ tiếp lần này là lần cuối cùng để con quái này nó ra là không thì sao băm con tiếp theo anh em lần thứ 10 còn 10 lá nữa thôi vẫn không ra rồi ơi căng quá tôi chỉ muốn coi là cái Yugi này nó bao nhiêu đam thôi mà coi bao nhiêu đam cũng là một vấn đề cũng hơi khó khăn ha vậy đem con nào mà nó thủ em mạnh mạnh làm sao thì được rồi ơi nó sắp vô tới luôn rồi đồng đội ai cái này ra đi không ra là đội quân đó Đặt hết niềm tin vào lá bài Không, lá bài nó không còn tin tưởng được nữa rồi Còn một phát nữa Có lẽ là có thể chuốt được một phát nữa Đặt đoạn niềm tin vào lá bài để coi là bao nhiêu đam Không biết là có coi được hay không Sốc sốt tới lúc coi hay là không Tôi vẫn chưa biết là nó bao nhiêu đam Và tôi cũng rất muốn biết là nó là bao nhiêu đam Nhưng mà nó chạy như thế này là không xong rồi đại dương ơi Một phát, một phát, phát này Ra đi Còn 8 lá mà vẫn chưa chịu ra à không xong rồi. Nó vô nhà chắc luôn, nó vô rồi. Nó vô luôn rồi, vô rồi không kịp rồi Đại Dương ơi, 8 lá mà vẫn chưa ra. Tôi đánh bài chắc thua chắc rồi. Lần này cũng như hồi nãy luôn anh em. À, 20 lần là đã vuốt được uh... <laughs> lần này cũng như hồi nãy luôn. Mới vuốt 20 lần thôi đã được 4 phút rồi. Người ta chơi game người ta mong vuốt cho nó nhanh mà tôi nha mong vuốt cho nó chậm chậm một xíu. Ở đây thì tôi cho 200 triệu đam luôn ha Nhưng không sao Quy đẹp trai đã rút kinh nghiệm rồi Tôi đem Yagami theo Cái bọn 200 triệu đam này nổ phát chết tươi À hình như đem lộn rồi nè Sao băm E mà chỉnh lộn Để tôi chỉnh xong tôi mới dám uh, vuốt chứ vuốt lộn mất công lắm Buồn buồn là nó ra skill luôn á Rồi chỉnh lại ha E Đó rồi xào bao luôn đi để tôi diệt con này cái hả Có Yagami là không chuyện gì phải lo Đâu rồi em ấy có vô dùng không vô dùng thì chỉ có nước mà chết thôi đó <laughs> bây giờ là tôi có thể tìm được đam của em ấy rồi rồi xà ba một con e à, sẵn có đem bút đam thôi bút đam luôn đi ha không sao bây giờ cứ thông thả mà xài skill thôi tại vì mình đã đã có có da nó bảo vệ rồi cho nên không sao đó rồi vô dùng chưa tôi vuốt không được thì tôi sẽ um, dắt chanh bỏ vỏ xài <laughs> jagami thủ tiêu con e này thôi không sao hết nó thông minh quá quy thì chứ um, 200 triệu 200.2 xíu nói chung lẻ lẻ xíu tại vì bấm xuống cái nữa thì nó lại còn có 190 à cho nên thôi để 202 gì đi để coi là skill của Yugi bao nhiêu người thì nói 20 triệu người thì nói 40 triệu có người thì nói infinity dam nữa cho nên làm tôi cũng bối rối quá chỉ muốn bật cái bài bối rối của Đông Nhi thôi à cho nên thôi để tôi sẽ làm một phát cuối cùng để tôi coi là bao nhiêu bao nhiêu đam là mới là đúng nếu mà là tiêu thì còn xài được chứ còn mà 20 triệu 40 triệu gì thì thậm chí là 100 triệu thì tôi nói là cùi là không nên sử dụng anh em nó không có được gì hết trơn á đam đánh như vậy phạm vi thì hơi nhỏ mà sợ kêu vậy thì quá cùi cho dù là boost lên được 12 triệu đam đi nữa nhưng mà phạm vi nó đánh nó nhỏ quá con này leo tớp không nổi Quái nó chạy qua đánh được chừng ba cái nó chạy mất tiêu rồi nè nó nó chạy mất tiêu rồi nè rồi sao bam tiếp em anh em không sao hết tụi này nó đâu có chống đối được đâu yagami ra trận tiếp ra một hồi ra cũng không sao hết mà tại vì do ở đây á đặt yagami thoải mái anh em ủa chạy cái nó không chết luôn nè à, nó còn ba triệu rưỡi không sao hết rồi ngồi và thông thả thôi cứ thông thả mà sai nó 200 triệu với chúng tôi vậy còn 16 lá thôi <laughs> để tôi bầm Yagami nữa cho con quái này nó đi bán muối cái kìa đó rồi xong ê quái này nó cũng sắp chết luôn rồi thôi thôi thôi, thôi không được không được không được <laughs> um, bập cho con quái này chết luôn đi ha rồi đặt Yagami làm lại nè ở đây thì mình đặt Infinity Yagami mấy con khác Infinity hết chỉ có là đó rồi vô chỉ có Yugi đặt một con thôi những con đặt một con thì bị xét thành một con ví dụ như là phong tiền nè đó là đặt một con còn những con mà không xét thì nó mặc định là đặt bao nhiêu con cũng được cho nên không sao cứ xài thoải mái à, ta còn 16 lần vuốt bài nữa <laughs> vô Estudia vẫn chưa ra mình đến bài thì mình mong vuốt nhanh nhưng mà trong game này thì mong vuốt chậm xíu tại vì vuốt mà cái lúc cuối cùng á, là ví dụ như còn một lá nó ra là mình đảm bảo 100% mình xài skill bây giờ thì không có gì đảm bảo được nó bút lên 12.000 đam con quái 200 vẫn chưa xài được 15 lá thì nói chung là hên xui à tỷ lệ nó còn quá thấp rồi Eureka Eureka cuối cùng đã ra rồi Esuria đã xuất hiện không biết là bao nhiêu đam đây Eureka U... Eureka <laughs> con e này còn 150 triệu đúng 50 triệu đam 50 triệu đam mình ngồi mình mòn mỏi mong chờ cứ như hòn vọng phu mà chỉ có 50 triệu đêm Báo thức nó báo Rồi để coi coi Con em còn sót lại bên đây nó có bị hay không Nó ngoài vòng Ngoài vòng vẫn bị nha anh em Nó bị nguyên map chứ không phải là trong phạm vi uh, Yugi nha Đó tôi đính chính lại đó Tức là Yugi đứng đây mà Con e này nó xa xôi dịu vệ bên đây mà Cho nên là tôi đính chính lại là skill của Yugi á Là full Full map và 50 triệu đam full map thì 50 triệu đam full map thì nói thiệt là nó không bằng một gốc của <laughs> của cái con gì ta min nữa megumin đó nè megumin nó nó đánh một phát là 12 triệu đam nhưng mà nó nó khỏe lắm đặt nhiều con muốn xài lúc nào xài tái sử dụng nhiều lần như keo dính chuột nha còn cái này chỉ với 50 triệu đam thôi 50 triệu đam là một con số khá là bé nhỏ rồi mình sẽ thử nữa là bây giờ amin có chỉnh lại cho mình vuốt lại thêm một lần nữa hay không ha rồi vậy là tới không á anh em Cho dù bấm cái nào nó cũng không vuốt được nữa Tức là tóm tắt là skill của Yugi là như thế này ừ, Tốn đến giờ hơn nhiều thời gian luôn á đó. đó. là mình sẽ vuốt tới khi nào được năm lá bài trên đây Mình sẽ bấm nút uh, rau kha để mình vuốt bài Vuốt khi nào mà được tập hợp 5 khúc Khi nào được thì không biết hên xui Và khi được thì nó sẽ gây ra thiệt hại tất cả phạm vi luôn Không phải chỉ nằm trong vòng không Ra ngoài luôn vượt khỏi vòng luôn Hồi nãy con e nãy đó Ra khỏi vòng phạm vi luôn Vậy là có thể là full map là gây ra lượng thiệt hại là 50 triệu đam khi mà tôi bút với lại level 80 là 50 triệu đam thì theo tôi đánh giá là skill của Yugi á nó chỉ bằng có 1 phần tư của Yagami thôi mà đã dạy đặt được có một con thôi nhưng mà nó cũng có rẻ đâu nó có rẻ rúng như người ta đâu cho nên tính ra thì xài Yugi dường như là không phải là sự lựa chọn tốt nó thắng ra là không không nên xài đâu đam thì có bự thiệt nhưng mà chỉ có 50 mươi ngàn năm triệu thôi trong khi Yagami nổ phát hết 200 triệu tuy là không full map đi nữa nhưng mà cũng hơi bị rộng rồi thấy không tính ra thì Yagami vẫn hơn anh em Yugi là một unit để sưu tầm là chính thôi nói chung thì tôi cũng thích Yugi nhưng mà đánh giá chung là không mạnh không ngon đam thì có to khi bút lên thì lên được 12.000 dam nhưng mà phạm vi nhỏ quá đánh được chừng ba cái quái nó chạy mất tiêu rồi chứ nó đâu đánh nguyên nguyên map đâu Đâu có chí theo dừng thời gian như mấy con kia được Cho nên tính ra thì Yugi sẽ không phải là meta đâu Megumin cũng vậy anh em Skill thì mạnh thì có mạnh Nhưng mà tính ra chỉ bằng hai cú đấm của ba BBG thôi Nếu mà là skill của cùng min Rồi skill Yugi thì bằng, bằng 7 tám cú đấm thôi Trong khi đặt 8 con uh, BBG thì nó đấm cũng vậy Cho nên skill này không có không có ứng dụng nhiều anh em Rồi thôi uh, bye bye nè Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo